Cảm ơn Chúa. Rồi tôi muốn làm chứng một chút điều lúc nãy rất là nhiều người làm chứng ở đây về cái lời cầu nguyện của mọi người và cái mục tiêu mà mọi người có ghi ra trong sự cầu nguyện ấy. Tôi có muốn làm chứng một chút bởi vì chính tôi cũng là cái người thường xuyên ghi ra cái lời cầu nguyện của mình. Tôi ghi ra rất là nhiều, kể cả những cái lời cầu nguyện hàng ngày bình thường tôi cũng ghi xuống, chứ không phải là cứ đầu năm hay cuối năm tôi mới ghi đâu ạ. Mà tôi làm chứng với các anh chị em nhiều lần rồi đấy ạ. Năm 2020 tôi có cầu nguyện với Chúa và tôi đọc một cái quyển sách của ông mục sư Gary Casey, đúng không ạ, là có cái đột phá tài chính. Và trong đó ông ấy có viết một cái nội dung rằng là ông bắt đầu dâng hiến và ông cầu nguyện với Chúa là Chúa ban cho con những con nai, con hươu để con thực sự ông tin là ông sẽ săn được những các con đó mặc dù rất là khó trong cái thời tiết hay là cái đất nước và cái mùa như vậy. Nhưng mà ông nói rằng khi ông ấy bắt đầu viết những cái tờ phiếu để dâng hiến đi ấy, và ông xin Chúa cụ thể là ban bao nhiêu, con như thế nào, con đực hay con cái, và cuối cùng anh chị em biết là ông ấy nhận được cái điều đó. Và tôi được một số anh chị em thầy cô truyền đạo trong cụm điểm nhỏ, trong hội thánh của chúng ta có tặng tôi quyển sách đó. Và tôi có về tôi cũng thực hiện. Trước đó giờ tôi chưa bao giờ dâng hiến một cái điều gì mà tôi nghĩ rằng là tôi nói với Chúa là Chúa ơi con dâng cái này nhá, thì Ngài phải ban cho con cái kia. Tôi không bao giờ làm như vậy. Bởi vì như vậy thì khác gì là mua bán, đúng không ạ? Khác gì là đầu tư và mong được nhận lãi. Tôi không bao giờ như vậy. Nhưng khi tôi đọc cái quyển sách đó thì tôi thấy rằng mình cũng nên có đức tin trong cái việc mình gặt cái điều mà mình xin Chúa chứ. Thế là tôi cũng dâng hiến vào cái dịp Giáng sinh. Và sau đó thì tôi có viết trong cái tờ quyển nhật ký của tôi và tôi cầu nguyện xin Chúa có hai điều. Và anh chị em biết là trong đó thì tôi có làm chứng với anh chị em hôm vừa rồi. Tôi xin Chúa rằng là trong đó có một điều đó là Chúa ơi xin ban cho gia đình con, cho con cái của con một thùng sữa tươi đấy. Với con của tôi thì là tôi có 4 cậu con trai và cái tốc độ uống sữa thì nó rất là khủng khiếp. Lúc đó hai đứa nhỏ thì nó vẫn còn nhỏ, nó vẫn có nhu cầu để uống sữa mà. Và hai cái đứa lớn con trai tôi thì nó lớn rồi nhưng mà vẫn thích uống sữa tươi. Thế là tôi cầu nguyện Chúa cho con một thùng sữa. Thế hôm sau tôi viết đó rồi, tôi dâng hiến rồi, sau đó tôi chờ đợi. Và ngày hôm sau tôi nghe cháu của tôi nó từ ở đâu đến, ở đâu về. Nó gọi điện, nó gọi, thím ơi cháu mua sữa cho em. Thì là tôi mừng quá, tôi bảo đây thùng sữa của tôi đây rồi, thùng sữa tôi đây rồi. Tôi mới xuống, tôi nhìn khắp nhà, tôi không thấy cái thùng sữa nào hết. Tôi hỏi, thế sữa đâu rồi? Thế bạn bảo là ở trong tủ lạnh ấy ạ. Nếu mà sữa để tủ lạnh thì chắc không phải một thùng rồi. Tôi mở ra thì như là 1 đến 3 vỉ, tôi không nhớ lắm. Và tôi bảo không, mình tin chắc rằng là mình sẽ nhận được một thùng sữa. Và các anh chị em trong cái tuần đó thì tôi nhận được một thùng sữa cho con của tôi. Và đó là một, tôi tin rằng Chúa đáp lời mình rồi. Thật ra thì tôi muốn thử Chúa thôi. Tại vì Chúa nói trong cái việc dâng hiến thì con được phép thử mà. Thế tôi thực ra tôi chỉ mong muốn làm sao tôi còn tin rằng thực sự con rất là tin Ngài thành tín. Và sau đó anh chị em biết không, từ cái ngày đó cho đến bây giờ là gần 4 năm đúng không ạ, 2020 và đến năm 2023, là anh chị em biết rằng có mỗi một tháng trung bình nhà tôi nhận được một thùng sữa. Và riêng cái tháng 11 vừa rồi là các con tôi nhận được 4 thùng sữa. Anh chị em biết là tại ở đâu không ạ? Lúc thì là từ cháu của tôi, lúc là từ em gái ruột của tôi, lúc thì từ mẹ đẻ của tôi, và lúc thì anh chị em trong hội thánh. Và tôi biết rất nhiều lần tôi đã chụp lại những cái thùng sữa đó. Tôi mong muốn là một ngày nào đó tôi làm chứng cho các anh chị em nghe, bởi vì sự thành tín của Chúa nhiều như thế nào trên gia đình của chúng ta. Chúng ta xin Chúa một điều nhưng thực sự Ngài còn làm trổi hơn cái điều chúng ta cầu xin, đúng không ạ? Vậy bây giờ làm chứng nốt cái điều mà thế, còn cái điều mà tôi cầu xin Chúa kia tại sao tôi không làm chứng, là bởi vì tôi chưa nhận được. Và tôi tìm hiểu là tại sao mình lại không nhận được cái điều mà mình viết trong nhật ký và cái điều mà mình cầu xin Chúa. Vậy có nghĩa là ở đây tôi có đức tin để nhận lãnh thùng sữa dễ hơn là cái đức tin mà tôi nhận lãnh cái điều kia. Ví dụ như thế này, nhiều khi mình không có đức tin và thậm chí tôi tra xét lại chính mình rằng cái điều mà mình xin Chúa kia, bản thân tôi thậm chí tôi còn một năm trời hay là 2 năm trời hay là 3 năm trời tôi còn không nhìn vào cái điều đó, tôi còn không cầu nguyện cho cái điều đó và tôi còn không có đức tin cho cái điều mà tôi xin. Thì anh chị em bảo nếu mình không có đức tin để nhận thì làm sao có thể nhận được, đúng không ạ? Và tôi bắt đầu tìm hiểu và tôi thấy rằng tôi bắt đầu tìm xem rằng là mình phải làm như thế nào để mình xin. Và có anh chị em ở đây cho tôi hỏi, có bao nhiêu người chúng ta đang viết lại những cái gì mà mình xin Chúa ạ? Cũng không được nhiều lắm đúng không ạ? Không nhiều lắm, tôi khuyến khích anh chị em ơi hãy viết lại đi ạ. Bởi vì nếu anh chị em không viết lại, anh chị em không biết được rằng là Chúa đã ban cho anh chị em những cái gì đâu. Và tôi viết lại tất cả những cái gì mà tôi cầu nguyện, tôi nài xin Chúa. Và có bao nhiêu lời cầu nguyện mà anh chị em cảm thấy rằng là mình chưa được Chúa đáp lời ạ? Có đúng không ạ? Có nha. Nên là đúng, chúng ta đứng ở đây để nói rằng là Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Nhưng có những lúc chúng ta phải nhận ra rằng và một cái thực tế rằng có những lời cầu nguyện chúng ta xin Chúa mà không được đáp lời hoặc là chưa được đáp lời, đúng không? Có điều đó. Chúng ta rất là muốn đứng lên đây để làm chứng những cái điều mà Chúa làm cho chúng ta rồi. Thế thì còn cái điểm mà chúng ta chưa nhận được, chúng ta có nói ra không?
Và tại sao chúng ta lại chưa nhận được? Và bây giờ chúng ta sẽ đi dần dần, tôi sẽ chỉ cho anh chị em xem rằng lý do tại sao mà chúng ta chưa nhận được cái điều mà chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúng ta cần phải có đức tin trong lời cầu nguyện là chắc chắn rồi đúng không ạ? Cái việc mà tôi xin Chúa đó, tôi có đức tin nhận. Như thùng sữa ngay hôm sau tôi háo hức đúng không ạ? Tôi tin rằng tôi nhận được cái thùng sữa đó. Thế còn một cái vấn đề kia, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi chẳng có đức tin gì cả. Tôi cũng chẳng nhìn và tôi cũng chẳng cầu nguyện cho cái điều đó. Nhưng cái riêng cái thùng sữa thì anh chị em biết không, tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện trong cái tuần đầu tiên ấy, ngày đầu tiên tôi xin Chúa và tôi cứ tin rằng mỗi tháng con sẽ, tôi tin rằng cái tháng đó tôi chỉ có đức tin cho một thùng thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm thành cho gia đình tôi, cho con cái của tôi cho đến bây giờ. Vậy còn một cái điều còn lại rằng tôi chưa có đức tin để nhận lãnh. Và bây giờ anh chị em cần để mà nói trong cái việc mà anh chị em viết nhật ký ấy, anh chị em cần phải có đức tin để nhận lãnh cái điều mà anh chị em cầu xin Chúa. Đó là điều mà Đức Chúa Trời chắc chắn Ngài sẽ làm. Vậy bây giờ chúng ta có thể nhận lãnh lời của Chúa. Ví dụ như tôi nói là ở trong lời của Chúa, trong Kinh Thánh đúng không ạ? Anh chị em đọc Kinh Thánh, anh chị em có đức tin để nhận. Vậy tại sao Kinh Thánh được chép ra cho rất là nhiều người và ai cũng có thể tiếp nhận được, ai cũng có thể tin được lời Chúa dành cho mình? Thế nhưng mà có người nhận, có người không, đúng không ạ? Đúng không ạ? Có những người nói rằng là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi và tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nhưng cũng có những người vẫn nghĩ rằng mình luôn luôn thiếu thốn và bị bỏ rơi. Thì đó là người gì ạ? Cũng có biết lời Chúa đấy, nhưng không nhận lời đó dành cho mình, đúng không ạ? Nếu mà nhận lời đó dành cho mình thì sẽ có một cái đức tin khác nơi cái lời mà chúng ta vừa mới đọc. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, hay Đức Giê-hô-va là đấng cung cấp cho tôi. Thì đó là gì ạ? Chúng ta cần phải có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Chứ đúng là Kinh Thánh được chép cho tất cả mọi người và được tất cả mọi người đều đọc, nhưng không phải ai cũng tin vào lời đó mà dành nhận lãnh lời đó dành cho mình. Ví dụ như là lời của Đức Chúa Trời phán với Abraham như thế này: ta sẽ khiến cho dòng dõi của con đông như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển, đúng không ạ? Và Đức Chúa Trời đã làm thành điều mà Đức Chúa Trời đã nói với Abraham. Abraham tin Đức Giê-hô-va, Kinh Thánh nói như vậy. Abraham tin Đức Giê-hô-va. Rồi tiếp khi Đức Chúa Trời nói, Chúa gọi Phê-rơ, Chúa Giê-xu gọi Phê-rơ, nào hãy theo ta thì ta sẽ khiến con trở nên một tay đánh lưới người. Và Đức Chúa Trời đã làm điều đó trên Phê-rơ. Và rất nhiều lời khi Chúa nói ra thì Ngài làm thành, bởi vì Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời không phải loài người để nói dối. Và bất cứ một lời nào mà Ngài nói ra thì Ngài sẽ thực hiện. Vậy bây giờ có hai yếu tố tôi khám phá ra được trong cái lời cầu nguyện của tôi trong quyển nhật ký. Một là Đức Thánh Linh đặt để lời đó vào môi miệng tôi và Ngài nói qua môi miệng của tôi, Ngài sẽ ban cho tôi cái điều mà tôi cầu xin. Cái thứ hai là tự tôi nghĩ ra và nhu cầu của tôi viết lên cái lời cầu nguyện đó. Và thường thì cái vế thứ hai này ít khi nhận được nha. Thường thì cái vế thứ hai này bởi vì không có đức tin mà. Và tại sao yếu tố đầu tiên đó là Đức Thánh Linh thúc đẩy trong lòng của chúng ta cất lên lời cầu nguyện, viết nó xuống và Đức Thánh Linh Ngài làm và làm thành cái điều chúng ta cầu xin. Tí nữa tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn. Và đó, Đức Chúa Trời gọi, ví dụ Chúa nói trong Kinh Thánh rằng trong sách Ê-sai, Chúa sẽ dấy lên một chồi David và Ngài đã làm thành, đúng không ạ? Tiên tri rất là nhiều về cuộc đời của Chúa Giê-xu đã được chép. Và khi cái lời của Đức Chúa Trời phán ra thì Ngài khẳng định rằng Ngài sẽ thực hiện. Và rồi lời mà Ngài thực, chúng ta cần phải tin vào điều này nữa, đó là tin vào lời Chúa phán cho chúng ta khi chúng ta đang cầu nguyện. Tin vào lời Chúa phán cho chúng ta khi chúng ta đang cầu nguyện. Anh chị em có thích khi đang cầu nguyện mà lắng nghe được tiếng Chúa không ạ? Thích đúng không ạ? Và cái điều này một khi Chúa đã phán thì chắc chắn Ngài sẽ thực hiện. Và tôi tin rằng ấy, Đức Chúa Trời Ngài đã phán trên cuộc đời của tôi rất nhiều điều qua sự cầu nguyện và Ngài làm thành. Lúc này đứng ở đây tôi đã suy ngẫm, Chúa ơi, tôi thực sự phải nói rằng tôi rất tự tin về điều này. Tôi không biết anh chị em cảm giác như thế nào trong đời sống cầu nguyện, cầu xin Chúa của anh chị em. Nhưng mà anh chị em phải có một cái đời sống cầu nguyện, một cái đức tin nơi sự cầu nguyện chính mỗi miệng mình này. Là khi anh chị em cầu nguyện ra, anh chị em tin những lời cầu nguyện của anh chị em được đáp lời. Nếu như chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không tin cái lời cầu nguyện chúng ta được đáp lời, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta là lời cầu nguyện môi miệng, đãi môi, đúng không ạ? Nhưng lời cầu nguyện mà chúng ta tin quyết những lời cầu nguyện chúng ta cầu xin Chúa thì Ngài đáp lời. Bản thân tôi, mỗi một lời cầu nguyện tôi cầu nguyện với Chúa, kể cả xin Chúa điều này điều kia nhé, tôi luôn cảm nhận được sự đáp lời của Chúa ngay lập tức. Vậy đó là anh chị em cần phải tin vào lời Chúa phán khi anh chị em cầu nguyện. Rồi anh chị em cũng cần phải tin vào lời Chúa phán qua những tôi tớ Chúa cho chính anh chị em. Lúc nãy thì Phương có lên làm chứng đúng không ạ? Chỉ là một lời cầu nguyện của tôi thôi, một lời chúc phước rất là bình thường thôi. Đấy, nhưng mà bạn ấy tin, lấy đức tin và bạn tin, bạn ghi vào cái điều đó thì bạn ấy nhận được cái điều đó. Và anh chị em cũng cần phải sàng lọc, cảm ơn Chúa, cần phải tin vào những lời của những tôi tớ Chúa và mình trân trọng, trân quý những lời cầu nguyện chúc phước đó của họ và chúng ta nhận lãnh. Bởi vì Đức Thánh Linh đã sử dụng họ để cầu nguyện, cầu thay chúc phước cho chúng ta. Hãy tin vào điều đó.
Anh chị em có thể kiểm chứng điều này trong Kinh Thánh Dân Số Ký chương 23 câu số 19, vì Kinh Thánh Ngài nói rằng là Đức Chúa Trời bất cứ một điều gì Ngài đã nói thì Ngài sẽ làm. Bất cứ điều gì Ngài đã phán thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm. Và đó là điều chắc chắn từ Chúa. Còn điều gì mà chưa được ứng nghiệm hoặc chưa được đáp lời thì nó không phải đến gì ạ? Đến từ Chúa. Đúng không ạ? Nó không phải đến từ Chúa. Và đôi khi nó là do gì ạ? Ý muốn của chúng ta thôi. Sự tưởng tượng của chúng ta hoặc là cái ham muốn quá của chúng ta mà chúng ta xin, chúng ta viết xuống. Và chúng ta nói sao Ngài không thành tín. Đúng không? Tôi nhớ hôm nọ có ai nói một câu rằng là cái người mới tin Chúa ấy, người anh em này mới tin Chúa và người anh em này có nói một câu sao Chúa không mạnh hơn ma quỷ thế? À thế tại sao tôi xin Chúa mà Chúa không làm thành cho tôi mà sao Chúa không mạnh hơn ma quỷ? Một câu hỏi cũng rất là buồn cười đúng không anh chị em? Có nghĩa là gì? Lời cầu nguyện của chúng ta, lời chúng ta xin có thực sự có đức tin nơi lời Chúa hay không? Ngay câu nói đấy đã không gì ạ? Không có đức tin rồi. Đúng không ạ? Không thực sự có đức tin nơi Chúa rồi. Và nếu như thực sự lời Chúa nói ấy mà là khẳng định đến từ Chúa thì Ngài nói gì ạ? Chắc chắn Ngài sẽ làm thành. Còn nếu như Ngài cái điều đấy chưa được xảy ra thì có nghĩa điều đấy chưa phải ý muốn của Chúa và cũng chưa phải là Ngài nói ra. Cho nên nhiều người nói là tại sao tôi chỉ tin Chúa vài năm nay rồi mà Ngài không ban phước cho tôi, Ngài không chúc phước cho tôi, Ngài không làm thành cái điều mà tôi cầu xin Chúa. Tôi xin Chúa rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần cầu nguyện khai phóng trong Đức Thánh Linh. Tôi rất thích điều này. Tôi nhận ra một điều anh chị em. Anh chị em biết không? Có rất nhiều người cầu nguyện và tôi nhận được lời Chúa qua lời cầu nguyện của họ. Dù họ là những người mới, có những người lần đầu tiên tôi gặp, có những người tôi nghe được trên YouTube thôi, có những người cầu nguyện, dẫn cầu nguyện ở những cái buổi mà tôi đến, tôi tham dự. Tôi nghe lời cầu nguyện của những người anh, người chị em đó, tôi cảm thấy rằng Chúa ơi, Đức Thánh Linh thực sự đang hành động trên lời cầu nguyện của họ. Anh chị em biết không, tôi nhận thấy lời tiên tri qua cái lời cầu nguyện của họ. Tôi nghĩ là người này không nhận ra. Tôi đoán là người này sẽ không nhận ra được là mình đang cầu nguyện cái gì. Nhưng người này đang được Đức Thánh Linh cảm thúc để cầu nguyện. Để nói lời Chúa, để cho chúng, đó là hạt giống. Và khi chúng ta nắm lấy cái hạt giống đó, chúng ta tin và điều đó thành trên đời sống của chúng ta. Nên chúng ta sẽ gì ạ? Để có được sự cầu nguyện đầy dẫy trong Đức Thánh Linh thì anh chị em phải, yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải được đầy dẫy trong Đức Thánh Linh. Để cái thì giờ cầu nguyện của anh chị em á, để khi anh chị em cầu nguyện riêng tư với Chúa ấy, nó không bị lãng phí. Tôi dùng từ đó đấy, nó không bị lãng phí thời gian của mình. Đã có những lúc tôi đến tôi nói với Chúa như thế này: tôi là dân buôn bán anh chị em ạ. Tôi dân buôn bán từ nhỏ rồi, tôi đã đi buôn kinh doanh rồi. Và tôi nói Chúa ơi, con đầu tư thời gian với Ngài thì con mong muốn được nhận lãnh. Đúng không ạ? Con không muốn đầu tư thời gian mà con không nhận lãnh được cái gì. Đấy là gì ạ? Chúa nói kể cả chúng dạy chúng ta sự khôn ngoan mà. Cho nên khi đến với Chúa trong thời giờ cầu nguyện, buổi tối, buổi sáng hay bất cứ lúc nào, hay đọc lời Chúa, cũng là anh chị em đang đầu tư, anh chị em đang gieo đúng không ạ? Thời gian, tất cả mọi thứ của anh chị em vào đó. Và anh chị em mong muốn thì một khi đã gieo thì chắc chắn là được nhận lãnh. Mà đã gieo cho ai? Gieo cho Chúa thì chắc chắn được nhận lãnh. Nên tôi nói với Chúa là con đến để đầu tư thời gian của con với Ngài, và con phải nhận được điều gì đó, con mới đứng dậy khỏi cái chỗ này. Con phải nhận được cái điều gì đó của Ngài thì con mới đứng ra khỏi cái căn phòng này. Đó là thái độ của tôi khi cầu nguyện đấy ạ. Và anh chị em cần phải cầu nguyện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì anh chị em mới cảm nhận được sự dẫn dắt của chính Thánh Linh Chúa trong sự cầu nguyện. Bản chất của sự cầu nguyện ở đây ấy, nếu anh chị em hiểu đúng nhá, nhiều khi cái người chưa tin Chúa, anh chị em nhìn thấy người chưa tin Chúa mà họ đi thờ, đi cúng, đi cầu nguyện chưa ạ? Hay là ngày xưa tôi còn nhỏ, tôi chứng kiến ông bà bố hay là mẹ tôi đã từng đứng trước bàn thờ và cầu nguyện rồi. Đó. Thì những cái lời cầu nguyện như là đại loại là cũng chỉ muốn mong muốn cho con của con, cháu của con nó được phước hay được giàu có hay bình an gì đó, thì những lời cầu nguyện đấy là mong muốn. Nhưng anh chị em biết không, những lời cầu nguyện đó là những lời cầu nguyện không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chỉ là những lời nói ra và mong muốn của người đó thôi. Nhưng bản chất của sự cầu nguyện trong Chúa nhá, tôi khám phá được điều này, đó là phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong lời cầu nguyện của chúng ta. Thì Đức Chúa Trời Ngài phán qua lời cầu nguyện của chúng ta thì Ngài làm thành những điều mà chúng ta cầu xin. Anh chị em đã hiểu ý này chưa? Thì trong lúc anh chị em cầu nguyện được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì bất cứ lời nào anh chị em xin trong lúc cầu nguyện thì Ngài cũng sẽ ban hay là làm thành cho anh chị em. Đó là lời cầu nguyện bởi đức tin trong Đức Thánh Linh. Chúng ta cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và không, nó khác, cái sự cầu nguyện trong Chúa, sự khai phóng trong Đức Thánh Linh nó khác hoàn toàn với những lời cầu nguyện suông thông thường. Những lời cầu nguyện suông, tại sao lời Chúa nói như thế này này? Các con, Chúa nói trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 6 câu 7 ạ. Nhưng khi các con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện với cha của con, đấng hiện diện trong nơi kín đáo, và cha của con, đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhận. Câu Kinh Thánh này chuẩn đúng ở cái chỗ này, đó là gì ạ? Khi anh chị em cầu nguyện, cần phải cầu nguyện
với Chúa và được đầy dẫy trong Thánh Linh của Chúa. Kinh Thánh nói này, đấng hiện diện trong nơi kín đáo, là đấng hiện diện trong nơi mà anh chị em cầu nguyện, là đấng hiện diện trong lời cầu nguyện của anh chị em, sẽ làm thành lời cầu nguyện của anh chị em. Vậy khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như người ngoại. Không phải là Chúa không bảo chúng ta là con đừng lặp đi lặp lại lời cầu nguyện, nhưng mà ý của Chúa ở đây là đừng có dùng những cái lời sáo rỗng cầu nguyện giống như những con người ngoại kia, họ vẫn đang cầu nguyện với các thần của họ ấy. Là những lời cầu nguyện không có Thánh Linh, không có sự sức dầu, không có gì hết. Và họ nghĩ là cứ phải nói đi nói lại những cái lời đó thì họ mới được nhậm lời. Nhưng Chúa nói gì ạ? Khi các con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng và đóng cửa lại này. Đấng hiện diện trong nơi kín đáo và Cha của con là đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Vậy trong phòng cầu nguyện, trong nơi cầu nguyện, trong cái lời cầu nguyện có một đấng ở trong đó, đúng không ạ? Thánh Linh hiện diện trong lời cầu nguyện của chúng ta. Thì lời cầu nguyện của chúng ta là Ngài khẳng định rằng là Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Vậy lời cầu nguyện ở đây phải là lời cầu nguyện trong Linh và đấng, và lắng nghe đấng trong nơi kín nhiệm đó. Cha này, đấng hiện diện trong nơi kín đáo này muốn nói gì với con? Cha ơi, đấng hiện diện trong nơi kín đáo này là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong con. Anh chị em tin là mình có đầy dẫy Đức Thánh Linh không ạ? Có chứ, chúng ta có Thánh Linh của Chúa. Vậy chúng ta cầu nguyện để lắng nghe rằng đấng hiện diện trong nơi kín đáo đó đang muốn nói gì với con. Và đấng bắt đầu từ môi miệng của anh chị em ra, nói ra cái lời. Cho nên tôi mới nói với anh chị em là đừng xem thường lời cầu nguyện của mình. Tôi luôn ghi lại, có những hôm tôi đang cầu nguyện, tôi phải dừng lại, tôi bật ghi âm lên. Tôi ghi lại tất cả những lời cầu nguyện của tôi. Và khi có những lúc tôi cầu nguyện được 5 phút tôi phải dừng lại. Tôi biết là làm như vậy là nó bị ngắt quãng, nhưng tôi biết là mình có thể sẽ quên. Nên tôi dừng lại, tôi ghi lại, sau đó tôi lại tiếp tục cầu nguyện. Bởi vì Đức Thánh Linh là đấng giàu có, Ngài là đấng phong phú lắm. Chúng ta ngắt quãng ở chỗ đó thì Ngài lại dẫn dắt chúng ta ở điểm khác, đúng không ạ? Tôi ghi lại tất cả những cái lời cầu nguyện mà tôi cảm nhận được nhé. Đó là sự dẫn dắt của đấng trong nơi kín đáo đó, dẫn dắt tôi trong sự cầu nguyện. Và những khi mà Đức Thánh Linh đặt lời của Ngài trong môi miệng anh chị em, thì những lời cầu nguyện của anh chị em hay là những lời xin của anh chị em ấy, chắc chắn Ngài sẽ làm thành. Còn nếu như chúng ta, đấy nha, câu Kinh Thánh nói gì ạ? Đấng, khi có con cầu nguyện hãy vào phòng riêng đóng cửa lại. Vậy có nhiều người cầu nguyện nhưng không biết được rằng là mình đang cầu nguyện ở, với một người, với một đấng ở trong nơi kín nhiệm. Chỉ là gì ạ? Lập đi lập lại những cái lời sáo rỗng giống như dân ngoại. Bởi vì Chúa đang ví cái điều này có nghĩa là có những người họ cầu nguyện như thế, đúng không ạ? Nhưng khi các con cầu nguyện, đừng có làm như người ngoại. Bởi vì họ tưởng rằng là họ cứ nói nhiều thì được nhận. Cho nên tôi mới thấy rằng có rất nhiều người, tôi nghe lời cầu nguyện của họ, tôi cảm thấy được rằng Thánh Linh của Chúa hay là thần của Chúa đang vận hành đầy dẫy trong môi miệng của họ. Tôi tin ngay. Tôi nói tôi nhận. Cá nhân tôi nhận. Đặc biệt tôi lên buổi cầu nguyện thứ 3 Tháp Canh, tôi rất thích mục sư Phượng cầu nguyện. Mỗi lần cô ấy cầu nguyện là tôi vào là tôi phải để ý thật kỹ những lời cầu nguyện của cô Phượng. Tôi nói thật với anh chị em đó. Và tôi đã nắm rất nhiều lời cầu nguyện của cô Phượng rồi, và tôi tin cho tôi và điều đó nó thành trên đời sống của tôi nhé. Đấy là điều tôi làm chứng thực sự với anh chị em. Tôi ghi lại những điều đó. Tôi đứng tôi nói với Chúa là Chúa ơi, con nhận câu này, con nhận lời này. Và khi mà mục sư Phượng cầu nguyện, tôi biết là Đức Thánh Linh đang vận hành trên môi miệng của cô ấy, và Chúa phán qua môi miệng cô ấy, và tôi tin lời đó. Và tôi nhận được tất cả những cái điều đó. Vậy anh chị em chúng ta cần phải cầu nguyện, có một đời sống cầu nguyện đầy dẫy trong Thánh Linh của Chúa, đúng không ạ? Thì những cái gì anh chị em viết ra trong cái mục tiêu của anh chị em đầu năm ấy, hay cuối năm ấy, tôi đảm bảo với anh chị em, tôi không nói là tôi có quyền làm điều đó, nhưng tôi tin đấng nói với anh chị em trong nơi kín nhiệm đó sẽ làm thành cho anh chị em ở cuối năm, mà khi anh chị em kiểm tra lại. Không còn phải giống như tôi nữa, tại sao hai lời cầu nguyện mà chỉ một lời tôi nhận được và còn một lời tôi không nhận được? Là bởi vì điều kia là tôi nghĩ ra, và điều kia là tôi không có đức tin để tôi nhận. Bởi vì lời kia không phải được là giống như là tôi không được thúc đẩy để mà xin cái điều đó. Cho nên anh chị em chúng ta cần phải cầu nguyện đầy dẫy, có linh của sự cầu nguyện trên đời sống của anh chị em. Mặc lấy linh của sự cầu nguyện trên đời sống của mình. Hôm nọ tôi có nói với mọi người, một số bạn ở trong nhóm á, là dấu hiệu của một người có linh cầu nguyện ấy, là như thế nào? Là anh chị em khi lái xe, anh chị em khi nấu ăn, anh chị em khi làm việc, anh chị em bất cứ làm việc gì, anh chị em cũng đang tương giao với Chúa. Anh chị em cũng đang cầu hỏi Chúa bên trong lòng của anh chị em. Chúa ơi con yêu Ngài. Hay là anh chị em đang đi đường, Chúa ơi xin Ngài ở cùng với con, ban phước cho tay lái của con. Chúa ơi con hôm nay con chuẩn bị gặp sếp, Chúa ơi con cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho con. Đấy là một người có dấu hiệu của linh cầu nguyện. Và nếu như anh chị em làm việc hay là đi đâu bất cứ làm gì, anh chị em không nghĩ đến hay là không cầu hỏi Chúa, không tương giao với Chúa, thì đó không phải gì ạ, không phải người có dấu hiệu của linh cầu nguyện đâu. Sự sức dầu cầu nguyện ở trên anh chị em thì cái tần suất anh chị em trông cậy Chúa mỗi một lúc một nhiều hơn. Và anh chị em có một đời sống kết quả hơn trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà tôi kinh nghiệm điều đó. Nên anh chị em hãy mặc lấy linh của sự cầu nguyện và cầu nguyện đầy dẫy trong Thánh Linh của Chúa, và xin Chúa là đấng hiện diện trong nơi kín đáo của con, là đấng mà con cầu nguyện với Ngài.
Rồi Kinh Thánh nói ở trong Roma chương 8 câu 26-27 như thế này. Tại sao tôi nói điều đó? Lời Chúa nói cũng một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự than thở không thể nói ra mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, và ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Ở trên màn hình có Kinh Thánh. Anh chị em, bí quyết ở đây là gì ạ? Là tại sao tôi lại, những lời cầu nguyện tôi viết ra hay tôi cầu nguyện với Chúa mà lại được đáp lời? Bí quyết là gì ạ? Đây, cầu nguyện theo ý muốn của Ngài, đúng không ạ? Hay là Kinh Thánh nói gì ạ? Đức Thánh Linh là đấng giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết mình phải xin điều gì hay là cầu nguyện điều gì cho xứng đáng. Nhưng vai trò của Đức Thánh Linh ở đây là Ngài lấy sự than thở không thể nói được mà cầu thay cho chúng ta, và đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thay cho các thánh đồ vậy. Một câu Kinh Thánh nữa ở dưới nói rằng Ma-thi-ơ chương 10 câu 20 nói như thế này. Trong một bối cảnh, chính Chúa Giê-xu Ngài nói, ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu. Câu Kinh Thánh Ngài nói này, khi các con đi trình quan hay làm đứng đối diện với các quan quan trưởng ấy, thì đừng lo là con sẽ phải nói gì. Thì Chúa nói như thế này, ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của cha các ngươi sẽ từ trong lòng ngươi nói ra. Wow, câu này hay không ạ? Đang cầu nguyện, ấy chẳng phải là tự các ngươi nói ra khỏi miệng các ngươi đâu, xong là Thánh Linh của cha các ngươi, là Đức Chúa Trời Cha, đúng không ạ? Thánh Linh lấy những điều của Đức Chúa Trời Cha mà đặt vào trong môi miệng của anh chị em, và anh chị em nói ra trong sự cầu nguyện. Anh chị em thích điều này không ạ? 100% là được Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện. Vậy khi các con đến cầu nguyện, hãy đóng cửa phòng của mình lại. Hay lời Chúa nói là khi các con phải đến gặp quan trưởng ấy, đừng lo phải nói cái gì. Hay là đến trước mặt Chúa cũng đừng lo phải nói cái gì. Chúa ơi, con phải cầu nguyện điều gì bây giờ? Phải dẫn cầu nguyện thôi, con phải dẫn cái gì bây giờ? Con phải dẫn nhóm rồi, con phải dẫn cái gì bây giờ? Câu này thực sự nhiều khi chúng ta không hiểu. Ôi Chúa ơi, con sắp phải giảng rồi, con phải nói cái gì bây giờ? Thì lời Chúa nói gì ạ? Ấy chẳng phải chúng ta sẽ tự mình nói ra đâu, nhưng là Thánh Linh của cha chúng ta là đấng sẽ từ trong lòng chúng ta nói ra. Lúc chúng ta hãy phó mặc lên cho Chúa, được không ạ? Và chúng ta tin rằng, tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con sẽ không tự mình nói điều gì hết. Con cũng không muốn tự mình cầu nguyện theo ý riêng của mình. Con không muốn tự mình nghĩ theo ý riêng của mình. Con muốn Đức Thánh Linh đầy dẫy trong con và Ngài dẫn dắt con. Ngài dẫn dắt con, và tôi rất muốn gì ạ, anh chị em, những cái lời mà tôi nói ra cho mọi người, cầu nguyện cho mọi người, điều đấy phải đến từ Chúa Thánh Linh, chứ không phải đến từ cái lời sáo rỗng của tôi. Lời của tôi không sinh ra sự sống gì cả. Lời của tôi chỉ có, chẳng có ra một cái lời gì đó, là lời logos bình thường thôi. Nhưng lời của Đức Chúa Trời mới là lời sống. Từ Đức Thánh Linh thì mới là lời sống. Và lời sống đó mang đến sự sống cho người nghe, mang đến niềm vui, sự bình an, sự khích lệ, sự gây dựng cho người nghe. Đó là lời của Chúa. Cho nên là anh chị em hãy để Đức Thánh Linh hành động qua suy nghĩ của chúng ta. Hãy để Đức Thánh Linh đầy dẫy qua lời nói của chúng ta, qua môi miệng của chúng ta, qua hành động của chúng ta. Và hãy để cho Chúa, lời cầu nguyện của anh chị em là lời cầu nguyện quyền năng. Và đặc biệt, hãy xin Chúa một điều này nữa, cho con nghe được. Rồi, nhiều người cầu nguyện trong Thánh Linh nhưng lại không biết được rằng là mình đang cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Anh chị em tin điều này không ạ? Có rất nhiều người đang cầu nguyện được Chúa dẫn dắt nhỉ? Mà tôi nghe thấy lời cầu nguyện của họ mang tính tiên tri, mang tính gây dựng khích lệ, mang một cái điều sự khôn ngoan và lời tri thức ở nơi miệng của họ. Nhưng khi tôi hỏi họ thì họ bảo họ không biết, họ không hề biết. Họ không biết là họ vừa nói, họ nghĩ rằng là đấy chỉ là lời cầu nguyện của họ thôi. Nhưng tôi nghe, tôi biết được rằng là người này là người đang cầu nguyện trong Thánh Linh, trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và khi tôi hỏi thì họ bảo là họ không biết. Nên tôi nói anh chị em là khi anh chị em cầu nguyện, hãy xin Chúa cho con nghe được, cho con hiểu được. Đây là lời cầu nguyện của Thánh Linh Chúa. Đây là lời cầu nguyện mà Ngài đang cầu thay cho con. Và anh chị em cầu nguyện để con nhận ra Ngài trong lời cầu nguyện của con. Được không ạ? Anh chị em cầu nguyện để Chúa ơi cho con nhận ra Ngài trong mỗi một lời cầu nguyện của con. Tôi làm chứng cho anh chị em một điều này, tôi đã từng làm chứng rồi. Cũng là năm 2019 hay 20 gì đó, tôi đang cầu nguyện với Chúa. Và tôi cầu nguyện rất là mạnh mẽ trong căn phòng của mình. Tôi nhìn thấy nhu cầu của hội thánh rất là cao, rất là nhiều. Tôi xin Chúa với cái tư duy, tầm nhìn và cái cách, với cái sự hiểu biết của con người như tôi thôi ấy, thì nó chỉ nhìn được một cái đoạn nó rất là ngắn, rất là nhỏ. Và sự hiểu biết rất là nhỏ. Thế nhưng anh chị em biết khi tôi cầu nguyện với Chúa, thực sự tôi tin rằng Đức Thánh Linh một người thầy vĩ đại nhất, tôi có ba anh chị em. Đức Thánh Linh là một người thầy vô cùng vĩ đại, và Ngài giỏi hơn tất cả những người thầy mà tôi biết được trên đất này. Tôi ít được va chạm những người thầy cô nhiều, tôi thật sự anh chị em tôi đã nói rồi đúng không ạ? Tôi ít học từ nhỏ. Và những sự hiểu biết của tôi nó rất là ít.
Thế nhưng mà khi mà đến cầu nguyện với Chúa, với Đức Thánh Linh, thì tôi nhận được sự dạy dỗ của Ngài vượt quá trí tưởng tượng của tôi. Khi tôi cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, con cầu nguyện với điểm nhóm của chúng con hiện tại, và bây giờ đang rất là nhiều người mới đến với hội thánh, và con thấy rằng với lượng mà anh chị em phục vụ Chúa như mục sư, thầy cô truyền đạo vẫn đang rất là ít, và người chăm sóc người mới thì rất là ít. Con cầu xin Chúa hãy ban cho chúng con, tôi xin như vậy nhé, xin Chúa hãy ban cho chúng con những người phục vụ Chúa, xin Chúa hãy ban cho chúng con những người có thể đến để giúp đỡ chúng con chăm sóc hay là chăn dắt bầy chiên của Ngài. Và trong cái lời cầu nguyện đó của tôi rất là sốt sắng cầu nguyện. Thì ngay câu cầu nguyện sau của tôi nói như thế này: Chúa ơi, con cầu nguyện để xin Chúa Ngài sức dầu cho vợ chồng của con, ban phước cho vợ chồng của con, để qua chính đời sống của vợ chồng con huấn luyện, hướng dẫn, chăm sóc và dấy lên những người hầu việc Chúa. Và tôi dừng lại ở cái đoạn này, tôi nhận ra rằng đây không phải mình cầu nguyện, đây không phải mình. Câu trước vừa nói rằng Chúa ban cho chúng con những con người mới, đúng không ạ, đến với hội thánh để họ có thể chăm sóc bầy chiên của Chúa. Thế nhưng mà câu sau thì lại nói gì ạ? Chính vợ chồng mình, hay là xin Chúa dùng chính vợ chồng con, chính chúng con đây là những người sẽ huấn luyện, hướng dẫn và dấy lên những người hầu việc Chúa. Tôi mới thấy điều này đúng này. Đức Chúa Trời không tự dưng lấy một người từ cái chỗ này mà thả vào cái chỗ này để làm người lãnh đạo, đúng không ạ? Nhưng tại sao mình không nghĩ rằng Chúa sử dụng tất cả những anh chị em ở đây trở nên những người lãnh đạo, trở nên những người hầu việc Chúa, trở nên những người chăn chiên? Nên tôi muốn nói gì ạ? Anh chị em có được đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi, cầu nguyện trong năng quyền Đức Thánh Linh rồi, nhưng hãy xin Chúa cho con nhận ra Ngài. Vì khi anh chị em nhận ra Ngài, anh chị em mới nức nở trong quyền năng của Chúa. Thực sự Chúa ơi, Ngài thật là tuyệt vời. Và như thế anh chị em sẽ quen dần, quen dần, quen dần. Mỗi một lần anh chị em đến cầu nguyện, anh chị em bắt đầu mình tôn trọng, với có đức tin trong cái lời cầu nguyện của mình nhiều hơn. Và anh chị em không xem nhẹ lời cầu nguyện của mình nữa. Lúc ấy tôi mới đầu thực sự ý thức được rằng lời cầu nguyện của mình quan trọng như thế nào. Cho nên mỗi lần tôi đến tôi cầu nguyện với Chúa, tôi phải để ý rằng mình đang cầu nguyện cái điều gì. Nên là nhiều khi anh chị em có những lúc chuẩn bị lời Chúa để chia sẻ rồi, nhưng khi đến cầu nguyện, cái lời cầu nguyện của mình, Đức Thánh Linh mà, Ngài biết điều gì hội chúng đang cần nhất, Ngài biết điều gì người dân sự của Ngài đang cần nhất, cho nên Ngài bắt đầu đặt lời đó vào môi miệng tôi, và tự dưng tôi xin Chúa những cái điều đó mà tôi chẳng bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ xin Chúa những cái điều đó. Và tôi biết đây là điều mà dân sự Chúa đang cần. Thế đó là anh chị em chúng ta, hội thánh là hội thánh đang vận hành theo quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài đang đáp ứng cho nhu cầu cho tất cả dân sự của Ngài. Đó là hội thánh gì ạ? Sống. Amen ạ. Tôi không muốn là lấy chỗ này một ít, lấy kiến thức chỗ kia một ít, lấy chỗ kia một ít để mang gì ạ? Nói với anh chị em của mình, hay là để cầu nguyện cho anh chị em mình. Tôi không. Tôi thấy tôi làm thế thay việc của Chúa mất rồi, đúng không ạ? Tôi muốn làm sao hội thánh của Chúa được nghe từ chính Thánh Linh của Ngài. Và Ngài mới chính là người thầy dạy dỗ của tất cả anh chị em chúng ta, chứ không phải một con người nào hết. Con người là Chúa Ngài lập lên để lãnh đạo, để đại diện, để là người chăn chiên. Nhưng mà phải gì ạ? Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha. Kinh Thánh nói như vậy. Đó là gì ạ? Phải cầu nguyện. Kinh Thánh nói hãy cầu nguyện, cầu xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Ngài thì Ngài sẽ lắng nghe chúng ta. Đó là điều anh chị em hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh nói ra khỏi môi miệng của mình. Rồi. Câu Kinh Thánh tiếp theo đó là Ê-phê-sô chương 3 câu số 20. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Hallelujah. Lời Chúa nói gì ạ? Đức Chúa Trời là đấng đúng không ạ? Là đấng đang hành động ở bên trong chúng ta bởi quyền năng hay là bởi Thánh Linh của Ngài. Và đấng ấy có thể làm hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc là chỉ có suy tưởng thôi. Đúng không ạ? Nhiều khi tôi nói với Chúa cho con thùng sữa, tôi chỉ nghĩ là cho một thùng thôi. Anh chị em ạ, sau đó một thời gian khoảng độ hơn một năm sau, có nghĩa là cứ mỗi một tháng trung bình là có một thùng sữa, thì cái người mà thường tặng sữa cho con tôi là người chị em đó làm trong công ty sữa. Sau một thời gian sau thì người chị em phải đi công tác ở nơi khác và không sinh hoạt trong điểm nhóm chúng ta nữa. Thì tôi nói chắc là dầu đến đoạn này là dừng rồi. Tôi bảo Chúa ơi, người chị em đi công tác nơi khác, đoạn này chắc là thế là đủ rồi. Chắc là dầu của Elise khi cho người đàn bà quá đấy, chắc dừng ở đoạn này rồi. Anh chị em biết không? Tôi nghĩ như vậy. Thế nhưng anh chị em, Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu, thật là quyền năng. Và Ngài vẫn cho, vì Ngài là đứng thành tín mà, cho đến bây giờ. Hai năm sau vẫn cứ gì ạ? Vẫn đầy đủ. Ngài đúng rồi, đượm sữa và mật. Đức Chúa Trời thật sự là rất thành tín, anh chị em ạ. Hãy được sống trong cái tình yêu của Ngài, sống trong sự chu cấp của Ngài. Ngài thành tín lắm, và anh chị em chỉ cần có đức tin nơi lời hứa của Chúa thôi. Thật sự Chúa làm gì ạ? Nhiều hơn cái điều mà chúng tôi cầu xin hoặc suy tưởng.
Chúa đã làm thành rất nhiều điều mà tôi đã làm chứng, mà gia đình tôi đã nhận được, đời sống của tôi đã nhận được. Rồi để mà có được lời cầu nguyện được nhận ấy, hay là để được cầu nguyện đầy dẫy trong Đức Thánh Linh, thì anh chị em cần phải rèn tập. Cần phải rèn tập trong sự cầu nguyện. Chứ không phải chỉ có một tuần đến một lần cầu nguyện mà anh chị em bảo tôi là người cầu nguyện đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hay là hai tuần hay chỉ có khi nào phải dẫn nhóm hay là phải dẫn cầu nguyện thì mới đến cầu nguyện. Chúa hãy cho con lời, hãy cho con lời. Thì lúc đấy anh chị em bảo là tôi đầy dẫy Đức Thánh Linh, không phải đâu ạ. Anh chị em cần phải có thói quen rèn tập mỗi một ngày. Rèn tập trong sự cầu nguyện, anh chị em mới quen và nhạy bén được với Đức Thánh Linh của Ngài. Được không ạ? Đức Thánh Linh này có nhu cầu chứ, đúng không? Hôm nọ có ai nói với tôi là Đức Thánh Linh, à Chúa không có nhu cầu đâu, Chúa thì tất cả mọi cái Chúa biết hết, Chúa có tất cả mọi thứ trong tay rồi, Chúa còn muốn gì nữa? Chúa muốn cái gì mà chả được, có một người nói như vậy. Nhưng mà anh chị em, Đức Thánh Linh hay là chính Chúa, Đức Chúa Trời Ngài có nhu cầu. Đúng không ạ? Ngài yêu chúng ta, Ngài có muốn tương giao với chúng ta. Chúng ta lấy vợ, lấy chồng, chúng ta có nhu cầu sinh con để làm gì ạ? Nhiều khi người ta nói rằng là đẻ một đứa con mệt lắm, tốn tiền lắm, thế này thì kia. Nhưng mà nhu cầu vẫn là nhu cầu, vẫn muốn sinh con để làm gì ạ? Để được yêu nó, đúng không ạ? Yêu nó, đơn giản thế thôi. Và Chúa cũng như vậy, Chúa Ngài muốn trò chuyện với chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta quen Ngài, nhạy bén với Ngài. Không chỉ có một tuần đến một lần đâu anh chị em ạ, mà hằng ngày hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh và rèn tập tâm linh của mình nhạy bén với chính Thánh Linh của Chúa. Và đó là bí quyết mà tăng trưởng thuộc linh anh chị em ạ. Đó là bí quyết. Nên chẳng có cái bí quyết nào khác ngoài sự cầu nguyện cả. Còn nếu không có sự cầu nguyện thì không nhận lãnh được điều chi cả. Không có sự cầu nguyện anh chị em mình đảm bảo không thể nhận được điều gì cả. Anh chị em biết Chúa thành tín với tôi hôm nay là chính thức là tôi đọc lại một cái bài mà tôi đã đăng ở Facebook một năm trước. Tôi làm chứng lại với anh chị em, lúc đó là ông ngoại của tôi. Ông ngoại đẻ ra bà, mẹ đẻ tôi á. Là ông của tôi hôm đó là ông tôi thì nhiều bệnh và cũng cao tuổi lắm rồi. Và đợt đó là ông tôi đi nằm viện và bác sĩ gọi con cháu là đến chào ông lần cuối đi. Bởi vì là khả năng là hôm nay và ngày mai là ông không sống được. Và mẹ tôi mới gọi chúng tôi đến thăm ông lần cuối đi. Và khi tôi đến anh chị em biết là ông tôi ly bì không còn biết cái gì nữa rồi. Đại loại tôi gọi tôi nói hay tất cả con cháu nói không biết gì nữa rồi. Bắt đầu có dấu hiệu, bác sĩ nói là chỉ có 1-2 ngày nữa là thôi. Thì tôi bảo Chúa ơi không, con tin vào quyền năng của Ngài. Và tôi thì thầm vào tai của ông tôi cầu nguyện. Và tôi cũng nắm tay của ông tôi chụp lại cái ảnh đó và tôi đăng vào Facebook. Và tôi có một lời cầu nguyện như này, tôi viết xuống trong cái quyển nhật ký của tôi. Tôi nói không Chúa, con cầu nguyện ông con sẽ không qua đời trong năm nay và chắc chắn không qua đời. Tôi làm theo cái lời cầu nguyện mà mục sư Nhượng đã từng cầu nguyện cho mẹ của mục sư ấy. Mục sư xin Chúa gia hạn cho mẹ của mục sư. Và Chúa làm đúng như vậy. Và Chúa gia hạn đúng như vậy cho mẹ của mục sư Nhượng. Và tôi cũng làm như vậy, tôi cầu nguyện cho ông của tôi, anh chị em biết không? Thì ngay ngày hôm sau, ông của tôi bắt đầu mới tỉnh dần. Và khi tôi vào tôi chăm sóc ông một tuần và ông tôi hướng dẫn ông cầu nguyện và ông mỗi lần cảm ơn Chúa, sau đó ông nói ông tất cả mọi thứ bình thường, thì khoảng độ 2 tuần sau là cảm ơn Chúa là ông tôi được ra viện. Ra viện thì ông tôi vẫn chưa ngồi chưa gì cả, chưa tự ngồi được. Nhưng Chúa bắt đầu phục hồi ông tôi dần dần và mỗi lần tôi về thăm ông tôi lại thấy vui mừng vô cùng. Và anh chị em biết không, ông tôi bắt đầu nói bình thường. Và đến bây giờ, hôm vừa rồi tôi về tôi thăm, tôi nói đùa này, tôi về tôi thăm ông tôi tỉnh táo lắm cô ba anh chị em ạ. Ông tôi còn biết đề hôm nay về con gì. Ông tôi còn biết là tôi nghe bố mẹ tôi nói rằng là ôi giờ ông khỏe lắm, ông còn đánh lô đánh đề được rồi. Tôi về tôi thăm thì tôi bảo ông là sao ông lại đánh lô đánh đề. Ông tôi bảo thì bây giờ tao biết làm cái gì nữa. Thì nằm cũng chỉ có nghĩa là Chúa là đấng thực sự là thành tín. Và tôi xem lại cái ảnh hôm nay tôi chụp lại và tôi thấy rằng ôi Chúa ơi, Ngài thực sự là tuyệt vời và thành tín trong lời cầu nguyện của con. Tôi ghi lại tất cả những lời cầu nguyện của mình, lời nài xin trong quyền năng. Và có những lúc tôi cầu nguyện, tôi khóc lóc, tôi kêu gào với Chúa. Và lúc đó chắc chắn là Đức Chúa Trời Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Và thực sự Chúa Ngài đã chữa lành cho ông của tôi và tôi đã nhận lãnh được cái điều đó. Vậy anh chị em, hãy rèn tập lắng nghe tiếng của Chúa. Hãy rèn tập điều này. Điều này là rất quan trọng. Anh chị em cần phải nhạy bén trong Thánh Linh, nhưng mà cần gì ạ? Phải lắng nghe được tiếng Chúa và biết là Ngài đang nói gì với chúng ta. Biết được rằng Ngài đang nói gì. Trong anh chị em đang cầu nguyện 5 phút, 10 phút, 20 phút và anh chị em phải biết được rằng trong 20 phút đó Chúa Ngài vừa nói gì với chúng ta. Và nếu anh chị em biết không, ma quỷ nó rất sợ anh chị em nghe được tiếng Chúa. Và nó rất sợ anh chị em cầu nguyện. Nó rất sợ. Và tại sao cơ đốc nhân lại biết được rằng ma quỷ nó sợ mình cầu nguyện với Chúa thế, nhưng mà mình vẫn cứ lại gì ạ? Lười không đến cầu nguyện. Anh chị em có thế không ạ? Tôi nói thật, nhiều lúc tôi biết là ma quỷ nó rất sợ mình đến cầu nguyện với Chúa, nhưng mà lại tặc lưỡi rồi, lại lười biếng trong sự cầu nguyện.
Nhưng anh chị em biết không, mỗi lần mình đến cầu nguyện và mình biết được rằng là Chúa Ngài sẽ nói với mình trong điều mà mình cầu nguyện, và khi Chúa nói rồi, anh chị em đã ghi lại rồi, thì anh chị em hãy gì ạ? Hãy làm theo cái điều mà anh chị em vừa mới viết xuống. Tôi đã trải qua những cái điều mà thực sự là tôi phải ăn năn với Chúa rất là nhiều. Trong điện thoại của tôi luôn ghi những cái phần ghi chú. Đi đường hay bất cứ nơi nào, tôi toàn khi tôi nhận được, khi tôi cầu nguyện và tôi cảm nhận được Chúa Thánh Linh đang nói điều gì đó, tôi ghi lại trong phần ghi chú của tôi những phần rất quan trọng. Mà anh chị em tôi luôn nói mọi người hãy đảo lại, đọc lại những cái phần ghi chú của mọi người. Một tháng qua Chúa nói điều gì nhiều nhất? Có những lúc tôi thấy Chúa nhắc đi nhắc lại 4 đến 5 lần cái điều đó, và tôi biết rằng Chúa Thánh Linh đang muốn mình làm điều này. Và tôi để cái phóng cái chữ đó rất là to trong cái điện thoại của tôi. Nhưng mà anh chị em, có những thời điểm mà tôi cũng phóng như vậy, nhưng mà tôi lại không cầu nguyện theo cái điều Chúa muốn tôi cầu nguyện. Đơn giản thôi, chỉ là cầu nguyện. Anh chị em ạ, Chúa nói với tôi rằng trong thời gian này ta muốn con cầu nguyện cho những anh chị em của con, là những người đang ở trong hoàn cảnh như thế này, họ cần điều này, họ cần điều kia. Và nhiều khi anh chị em mình cứ đến mải mê để cầu nguyện cho những cái nhu cầu khác mà mình tự dựng nên. Nhưng còn cái nhu cầu của Chúa, ý muốn của Chúa thì đôi khi mình lại lười biếng. Cho nên tôi lại, mỗi khi tôi mở điện thoại ra, tôi lại nhìn thấy cái chữ đó là tôi lại phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Bởi vì tôi biết rằng là Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, cầu thay cho anh chị em của mình. Những người họ yếu đuối, họ không thể cầu nguyện được, họ không chiến đấu được trong sự cầu nguyện. Nên anh chị em cần phải rèn tập lắng nghe tiếng của Chúa và nhạy bén trong Thánh Linh của Ngài. Tiếp, một điều cuối cùng là anh chị em cần phải lưu ý ở đây ạ. Đó là anh chị em phải viết xuống, hay là hãy viết xuống những điều mà anh chị em nghe được từ nơi Chúa. Gọi là nhật ký thuộc linh đi, nhật ký tâm linh đi. Anh chị em biết là đến anh hôm nọ anh Nhượng cũng nói, mục sư Nhượng cũng nói trên bục giảng đó, mục sư Nhượng cũng viết xuống nhật ký của mục sư. Vậy tại sao anh chị em mình không viết xuống nhật ký của mọi người ạ? Mọi người hãy có nhật ký của mình và hãy viết những lời cầu nguyện của mình xuống. Thậm chí rằng hãy viết những lời mà những tôi tớ Chúa họ cầu nguyện cho anh chị em. Họ cầu nguyện cho anh chị em nghe được, anh chị em hãy viết xuống. Và có những lúc anh chị em biết không ạ? Tôi nhận được tất cả những lời cầu nguyện của tôi nhớ có một buổi mục sư phê cầu nguyện cho những anh chị em trong điểm nhóm của chúng ta. Tôi đứng dưới tôi phục vụ thôi ạ. Tôi không phải là người được cầu nguyện nhé. Tôi chỉ là người ở dưới tôi phục vụ đỡ người thôi. Nhưng cứ mục sư phê cầu nguyện cho người này nói điều gì đó, tôi chạy ra quyển sổ của tôi ghi hết xuống à. Xong mục sư tôi lại ra tôi đỡ người, mục sư lại cầu nguyện cho người khác. Xong mục sư lại nói điều gì đó, tôi lại ra tôi ghi vào, tôi nói với Chúa rằng con xin, con tin điều này dành cho con. Được mà, đúng không ạ? Xin Chúa điều đó, mình tin là đây là lời phán của Chúa dành cho tất cả mọi người, con tin điều này vì điều này là tốt lành. Nên anh chị em hãy ghi xuống. Và điều như này, một cái sự tôi thấy là một sự lời biếng của rất nhiều người, đó là anh chị em mình không ghi lại những cái điều mà chúng ta cầu xin Chúa hay những cái điều chúng ta cầu nguyện. Tại sao cứ mỗi cuối năm chúng ta mới viết xuống? Xong đến cuối năm, đầu năm viết xuống đúng không ạ? Xong cuối năm mới mở ra xem Chúa đã làm thành chưa? Trong khi đó cả một năm trời không có viết xuống cái điều gì cả, không có cầu nguyện, không có cầu xin cái điều gì hết. Mà chỉ dùng nhật ký, quyển sổ của mình chỉ dành cho có mỗi hai cái điểm đấy thôi. Thì là gì ạ? Không nên, đúng không ạ? Anh chị em hãy viết xuống, hãy cầu nguyện, hãy viết xuống cái điều mà mình cầu nguyện với Chúa. Những bài giảng anh chị em nghe được từ tôi tớ Chúa họ nói ra. Bởi vì anh chị em có tin rằng, nếu mà anh chị em tin là Đức Thánh Linh đang hành động trên những tôi tớ Chúa, thì anh chị em cũng nhận được những cái lời từ tôi tớ Chúa nói ra không ạ? Tôi tin điều đó. Thậm chí rằng có những mục sư khi họ giảng, có những lời mà thực sự Đức Thánh Linh vận hành trên môi miệng của họ. Và tôi ngồi tôi nghe, tôi ghi lại những lời đó, kể cả đó là những anh chị em, những đứa trẻ, những anh chị em rất là mới trong hội thánh của chúng ta họ nói, và họ được dẫn dắt, và tôi nghe những điều đó, tôi nói chui con tin điều này và tôi viết xuống. Tôi viết xuống những cái điều đó. Đặc biệt một điều như này tôi làm chứng với anh chị em, chồng của tôi năm 2023 đầu năm, anh ấy có cầu nguyện cho tôi. Và tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều. Ở đây không phải đứng đây để mà khoe về điều gì cả, nhưng mà tôi làm chứng rằng những cái lời mà chồng tôi cầu nguyện cho tôi cũng đều ghi lại hết. Nhiều khi bị một cái sự đó là gì ạ? Đôi khi chúng ta coi thường cái người mà chúng ta quá thân, đúng không ạ? Đặc biệt là chồng của tôi bên cạnh. Nhiều khi nghĩ rằng để chồng của mình rồi thì cái gì mình cũng biết rồi. Và những lời nói nghe nhiều quá rồi, lời tốt cũng có, lời chưa tốt, chưa khích lệ lắm cũng nghe nhiều rồi. Và đôi khi nếu như mà chồng tôi cầu nguyện cho tôi, nếu như bình thường, nếu tôi không tỉnh thức ấy, thì tôi rất dễ bỏ qua những lời cầu nguyện của chồng tôi. Nhưng khi anh đặt tay cầu nguyện cho tôi thì tôi luôn nhớ từng chữ và tôi ghi lại ngay lập tức. Và anh chị em biết không, vừa rồi tôi mới mở cái quyển nhật ký ra tôi xem lại. Đương nhiên là tôi xem lại rất là nhiều lần, nhưng tôi tổng kết lại những điều mà chồng tôi đặt tay cầu nguyện cho tôi, thì anh chị em biết không, thật sự rất tuyệt vời. Tất cả những cái điều mà anh cầu nguyện cho tôi đều đã xảy ra. Xảy ra thực sự là 100% những lời mà chồng tôi chúc phước cho tôi đầu năm 2023. Và nó diễn ra y như những cái lời mà chồng tôi cầu nguyện cho tôi. Vậy nếu như không ghi nó xuống thì mình không thể biết được rằng là Chúa Ngài đã hành động qua tôi tớ của Chúa, đúng không ạ? Thì không thể nào biết ơn Chúa được. Vậy anh chị em cần phải viết xuống, đó là biểu hiện của đức tin.
đúng không? Anh chị em viết xuống là bởi vì anh em đã có đức tin rồi. À Chúa ơi, con nhận lời này của người chị em kia, của người anh em kia, con viết xuống, đó là gì ạ? Biểu hiện trồi của đức tin rồi. Còn nếu không nghe không gì cả, chúng ta không nhận được điều gì hết. Rồi tại sao anh chị em ngày xưa đi học đúng không ạ? Ngày xưa đi học có mang sách vở không? Đây, chính xác là có sách vở đúng không ạ? Đi học ở nhà trường thì khi thầy giáo dạy chúng ta còn ghi xuống cái nội dung đó. Thế vì tại sao mà chúng ta cầu nguyện với Chúa chúng ta lại không ghi lại những điều mà Chúa Thánh Linh dạy chúng ta? Sao chúng ta lại không ghi lại những gì mà những tôi tớ Chúa họ dạy chúng ta? Đúng không ạ? Rồi chúng ta học với con người, chúng ta còn ghi lại. Bây giờ mình học một một với Đức Chúa Trời mà lại không ghi lại. Nhiều khi ngồi một một với Chúa Thánh Linh mà. Ngồi một một trong sự cầu nguyện trong căn phòng riêng của mình, được trò chuyện tương giao với Chúa mà không ghi xuống, thật sự lãng phí. Anh chị em có đảm bảo là trí nhớ của mình nhớ được hết tất cả những gì mình cầu nguyện không ạ? Không ạ, những gì mà Chúa phán với mình cũng không thể nhớ được hết đúng không ạ? Vậy cần phải ghi lại, anh chị em sẽ rất là ngạc nhiên. Khi anh chị em mở ra, anh chị em ngạc nhiên rằng ôi tại sao mình có thể viết được những điều này? Ôi Chúa nói mình điều này à? Ôi mình đã từng xin Chúa điều này à? Ôi bây giờ nó đã xảy ra rồi. Wow, thật sự nó đã thành rồi. Và đó là gì ạ? Chúng ta có một cái thái độ gì ạ? Vâng lời và học hỏi. Thái độ học hỏi là một thái độ để Chúa luôn luôn dạy chúng ta. Thái độ luôn luôn tìm kiếm và khao khát trong sự học hỏi. Học với thầy, học với cô, học với bạn còn phải ghi lại đúng không ạ? Tôi luôn nói với các con của tôi, con đi học kiểu gì mà con không chép bài thế? Đi học thế con nhớ được tất cả những gì cô giáo dạy con à? Và anh chị em, thái độ đúng nhất là cần gì ạ? Phải ghi lại tất cả những cái gì. Bởi vì học đây là học, mình học với một người thầy vĩ đại nhất mà mình không ghi xuống. Và học ghi lại để làm gì ạ? Ghi lại để làm gì anh chị em? Để ôn lại đúng không? Làm bài, học bài này, ghi lại. Rồi đến một ngày phải kiểm tra, phải thực hành, đúng không anh chị em? Bây giờ không ghi lại, không ôn lại thì làm gì có phần thực hành, thì làm gì có cái phần có kết quả. Đó là điều chắc chắn đúng không? Nên là anh chị em hãy cần gì ạ? Bất cứ anh chị em học giỏi đến mấy, thông minh đến mấy, học cao đến mấy cũng cần phải làm bài thi và phải thực hành. Nên anh chị em muốn học ở giỏi ở trong Chúa, là một học sinh giỏi của Chúa thì hãy gì ạ? Luôn luôn ghi lại những cái gì mà Chúa Ngài dạy dỗ chúng ta và để thực hành. Rồi. Tôi đọc câu Kinh Thánh cuối cùng. Habacuc chương 2 câu số 1, câu số 2. Lời Chúa nói: tôi sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi thành lũy, chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi. Đức Giê-hô-va trả lời và bảo tôi: hãy chép lấy khải tượng và ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng để người đang chạy có thể đọc được. Lời Chúa nói gì ạ? Tôi sẽ đứng nơi vọng canh và tôi chôn chân nơi thành lũy này, tôi chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì. Tôi chăm chú đúng không ạ? Nhìn xem mà Ngài bảo tôi điều gì trong sự cầu nguyện đó. Và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi. Tôi sẽ có câu trả lời nào cho sự cầu nguyện của tôi. Đúng không ạ? Tôi sẽ có câu trả lời nào của Chúa từ nơi Chúa cho sự cầu xin của tôi. Và Chúa bắt đầu đến đúng không ạ? Ngài nói gì ạ? Đức Giê-hô-va trả lời tôi là hãy chép lấy khải tượng. Nào con, hãy lấy bút ra, hãy lấy sách ra, chép lấy điều ta chuẩn bị nói với con đây. Amen ạ. Hãy chép lấy những gì ta chuẩn bị mặc khải cho con đây. Nhưng mà nhiều người chỉ làm được cái mức là đến cầu nguyện, cầu xin, nhận lãnh và không chép nó xuống. Và để có Kinh Thánh thì bao nhiêu trước giả, bao nhiêu tôi tớ Chúa họ đã phải viết xuống cho chúng ta đọc ngày nay. Nếu như họ cũng lười biếng như chúng ta thì cũng không có gì để chúng ta học hỏi đúng không ạ? Nên tóm lại, thưa cô bác anh chị em, cầu nguyện trong quyền năng của Đức Thánh Linh là anh chị em đang cầu nguyện với đầy dẫy, sự đầy dẫy của Thánh Linh Chúa. Và để mà lời cầu nguyện, tôi muốn anh chị em lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện điều này. Chúng ta chuẩn bị kết thúc năm 2023 rồi, chúng ta bước sang năm 2024. Tôi muốn tất cả các anh chị em đây chúng ta là những con người được cầu nguyện, có một đời sống cầu nguyện đầy dẫy trong Thánh Linh của Chúa. Kể cả anh chị em tin Chúa bao nhiêu ngày không cần biết, một ngày cũng được. Một người chị em hôm vừa rồi kiêng ăn cầu nguyện cái buổi thứ hai, anh chị em còn nhớ không? Là người chị em tin Chúa cái ngày hôm thứ hai nhá. Thì ngày hôm sau cũng lại đi cầu nguyện. Tôi nhớ là người chị em hôm thứ hai đi cầu nguyện đó, thì người chị em này cũng chỉ tiếp nhận Chúa bình thường thôi. Nhưng cái ngày hôm thứ ba ấy, người chị em có mặt trong cái giờ cầu nguyện, người chị em đó cầu nguyện được bắt tem Đức Thánh Linh, không ai hướng dẫn cả, tự cầu nguyện một cách rất mạnh mẽ trong Thánh Linh quyền năng của Đức Chúa Trời. Nên tôi mới nói là anh chị em đừng nghĩ là phải cái người tin Chúa lâu năm thì mới có gì ạ, sự cầu nguyện đầy dẫy trong Thánh Linh Chúa. Mà anh chị em chỉ cần tin Chúa, tiếp nhận Ngài, lời của Ngài thì anh chị em được đầy dẫy trong Thánh Linh của Chúa rồi. Nên là để làm sao năm 2024 khi anh chị em cầu nguyện bất cứ lời cầu nguyện nào của anh chị em tin chắc rằng mình đã nhận thì Ngài gì ạ, ban cho chúng ta. Bởi vì anh chị em tin rằng lời cầu nguyện đấy không phải lời cầu nguyện từ lời trống rỗng của con, mà đây là lời cầu nguyện của Thánh Linh Chúa. Và đặc biệt con sẽ cầu nguyện những điều mà theo ý muốn của Ngài mà cầu xin.
Đúng không ạ? Tại vì lời Chúa nói bất cứ điều gì anh chị em cầu nguyện theo ý muốn Ngài thì Ngài ban cho chúng ta. Đoạn này có thấy khó không ạ? Thế bây giờ Chúa ơi, điều gì lại theo ý muốn Ngài? Con muốn lấy vợ thì có phải theo ý muốn của Ngài không? Con muốn lấy chồng hay là con muốn sinh con thì có phải theo ý muốn của Ngài không? À, hay con muốn đi du lịch hay con muốn đi du học có phải theo ý muốn Ngài không? Thì bây giờ Chúa nói là phải theo ý muốn của Ngài thì Ngài mới ban cho hả? Thì bây giờ làm thế nào để cầu nguyện theo ý muốn của Ngài đấy? Lại quay lại, cầu nguyện trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì Đức Thánh Linh biết rõ nhất điều chúng ta cần. Đức Thánh Linh biết rõ nhất điều chúng ta cần nhất, điều chúng ta xin Ngài. Vì Đức Thánh Linh biết những cái điều chúng ta muốn hay chúng ta cần, nhiều khi chúng ta không biết chúng ta đang cần cái gì. Và chính Đức Thánh Linh biết nhất điều gì tốt nhất dành cho chúng ta, thì Đức Thánh Linh sẽ nói qua môi miệng của chúng ta. Thì chúng ta bắt đầu tin vào cái điều chúng ta cầu nguyện. Tôi nói có dễ hiểu không ạ? Amen. Và tôi mời cô bác anh chị em chúng ta cùng nhau đứng dậy. Tôi muốn anh chị em, tất cả anh chị em chúng ta, để trong đời sống cầu nguyện riêng tư của anh chị em với Chúa, anh chị em biết được rằng những lời cầu nguyện của mình chắc chắn được nhậm lời. Dù đó chỉ là một lời nhỏ, ví dụ như thế này anh chị em, đôi khi chúng ta hay bỏ quên những lời như thế này. Chúa ơi, xin thêm sức cho con. Chúa ơi, xin chữa lành tấm lòng của con. Chúa ơi, xin hãy khiến cho con trở nên một người nữ, người nam mềm mại. Chúa ơi, xin Chúa hãy khiến cho con trở nên một người khôn ngoan. Đôi khi chúng ta hay nói những cái lời đó, nhưng chúng ta lại không ý thức được rằng là Ngài thực sự lắng nghe, Ngài thực sự đáp lời. Và khi tôi ghi lại những cái lời cầu nguyện nó ngắn như vậy, và khi tôi mở ra tôi thấy rằng Chúa thực sự đã đáp lời cầu nguyện của tôi. Đôi khi Chúa ơi, hãy khiến con trở nên một người mẹ hiền lành, một người mẹ yêu thương con của mình, một người mẹ khôn ngoan dạy dỗ con của mình. Những lời cầu nguyện tưởng chừng như là nó rất là đơn giản. Chúa hãy khiến cho con trở nên một người hiểu biết lời của Chúa. Những lời cầu nguyện tưởng chừng nó rất đơn giản, nhưng mà Chúa Ngài lắng nghe vì nó thực sự là theo ý muốn của Ngài. Bởi Đức Thánh Linh Ngài đặt để trong lòng của chúng ta mà cầu xin. Vì vậy năm 2024 này, tôi muốn tất cả những anh chị em đây, chúng ta không phải vướng một cái gọi là tồn đọng nào bước sang năm mới cả, mà tất cả những cái đó đã được giải quyết trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, trong lời cầu nguyện bởi quyền năng của Ngài. Bất cứ lúc nào anh chị em cầu xin Chúa, anh chị em tin rằng những lời cầu nguyện anh chị em nói ra thì Ngài nghe chúng ta. Tôi nhắc lại, bất cứ lời nào môi miệng anh chị em cầu nguyện, anh chị em tin rằng Ngài nghe chúng ta, thì chúng ta nhận được lời chúng ta cầu xin Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa để Ngài đổ đầy thân của Ngài, được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Và lời Ngài nói rằng chúng ta cần Thánh Linh của Ngài, là đấng dò xét trong lòng của chúng ta, là đấng biết được rằng chúng ta cần điều chi, là đấng sẽ nói lời của Đức Chúa Trời qua môi miệng của chúng ta. Chúa nói rằng ấy chẳng phải là các con nói đâu, nhưng là bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa nói qua môi miệng của các con. Chúa ơi, chúng con thực sự cần Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con thực sự cần Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con cần Ngài. Chúng con muốn phục vụ Chúa trong năng quyền của Ngài. Chúng con muốn phục vụ Chúa trong năng quyền của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn sống và làm việc trong quyền năng của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn sống và làm việc trong Thánh Linh của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn nói, muốn nghĩ, muốn làm, muốn di chuyển tất cả mọi thứ trong quyền năng của Ngài, trong Thánh Linh của Chúa. Lời Ngài nói rằng ấy bây giờ không phải chúng con sống nữa, nhưng Chúa sống trong con. Anh chị em ơi, Chúa Ngài nói rằng Ngài sống trong anh chị em, Ngài nói trong anh chị em, Ngài cho anh chị em ý tưởng của Ngài. Ngài là đấng thúc đẩy trong lòng của anh chị em. Hãy để Chúa nói trên đời sống của chúng ta, qua suy nghĩ của chúng ta, qua lời nói của chúng ta, qua hành động của chúng ta, qua việc làm của chúng ta, qua công việc của chúng ta. Hãy để Chúa nói, hãy để Chúa sống, Ngài đầy dẫy trong lòng của chúng ta. Chúng ta cần Ngài, chúng ta cần Thánh Linh của Ngài, chúng ta cần Chúa trong hơi thở của mình, chúng ta cần quyền năng của Chúa là đấng đang hành động trong chúng ta. Chúng ta cần lời của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện để anh chị em con nhận ra Ngài, để anh chị em con nhận ra Ngài. Và Chúa ơi, làm đầy lời cầu nguyện của họ bằng quyền năng của Thánh Linh Chúa. Chúa ơi, làm đầy lời cầu nguyện của anh chị em con bằng quyền năng của Thánh Linh Ngài. Chúa ơi, xin hãy làm đầy lời cầu nguyện của anh chị em con bằng chính lời của Ngài. Nay chúng con nói, không phải chúng con nói theo ý riêng của mình nữa. Chúa ơi, con cầu nguyện để chúng con không giống như người ngoại, lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện sáo rỗng với một vị thần mà chúng con không nhìn thấy được, với một người mà chúng con không thực sự yêu. Nhưng con nói rằng chúng con đến với Chúa là chúng con cầu nguyện với chính Thánh Linh của Ngài. Bởi quyền năng của Ngài hành động qua môi miệng của chúng con. Bởi quyền năng của Ngài, ý tưởng của Đức Chúa Trời Cha sẽ được ban cho chúng con. Và lời Ngài nói rằng Đức Chúa Trời không phải loài người để nói dối. Đức Chúa Trời không phải con loài người để thất hứa với chúng con.
bất cứ lời nào Ngài nói ra thì Ngài sẽ thực hiện. Trong đó có lời mà Ngài phán qua môi miệng của chúng con, Ngài phán qua đời sống cầu nguyện của anh chị em con. Chúa Thánh Linh ơi, hallelujah, đầy dẫy trên anh chị em con giờ này. Anh chị em hãy nắm lấy, hãy nắm lấy, hãy khao khát để anh chị em được đổ đầy Thánh Linh của Chúa, để anh chị em được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa ngay giờ này. Anh chị em hãy nắm lấy ngay giờ này, hãy nói với Chúa, hãy đổ đầy trên con và giúp con để con nhận ra Ngài. Phaolô cầu nguyện, nài xin Đức Chúa Trời, xin Ngài mở con mắt lòng của anh chị em con để anh chị em nhận biết Ngài. Xin Chúa Ngài mở đôi tai của anh chị em con để anh chị em con nghe được tiếng của Ngài. Anh chị em con nhận ra Ngài là Đấng vẫn đang hành động trong chúng con. Chúa ơi, Ngài vẫn đang hành động trong chúng con. Từ ngày chúng con tiếp nhận Ngài, từ ngày chúng con được Ngài tạo dựng, Chúa ơi, con cầu nguyện để anh chị em con nhận ra Ngài, để anh chị em con nghe thấy tiếng của Ngài, để anh chị em con cảm nhận được Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trên anh chị em của chúng con. Hallelujah, hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con đến để thờ phượng Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, làm đầy trong căn phòng này quyền năng của Ngài, làm đầy trong căn phòng này đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Hallelujah, đầy dẫy trên chúng con, đầy dẫy trên chúng con. Hallelujah. Chúa đổ tuôn tận người nơi.
Chúa đổ tuôn tận người nơi đây. Thánh Linh hỡi con thơ vương ơi, Thánh Linh hỡi con thơ vương ơi. Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, chúng con đến để thờ phượng Ngài. Chúng con đến để thờ phượng Ngài, Chúa Thánh Linh của chúng con. Chúng con cần Ngài, Chúa ơi. Chúng con cần Ngài. Anh chị em ơi, Chúa Ngài cần chúng ta và chúng ta cần Ngài. Chúng ta là một thể với Ngài. Chúng ta không thể nào sống nếu như thiếu Ngài. Chúng ta không thể nào sống nếu như thiếu Thánh Linh của Ngài. Chúng ta không thể nào sống nếu như thiếu chính mình Ngài. Anh chị em ơi, hãy sống, hãy có một đời sống yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực của chúng ta. Hãy nói với Chúa rằng chúng con cần Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, Ngài đầy dẫy trong chúng con. Chúng con cần Ngài. Ngài là người bạn tốt nhất của chúng con. Ngài là người thầy tốt nhất của chúng con. Ngài là người cha tuyệt vời nhất của chúng con. Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là đấng mà chúng con yêu. Chúa ơi, chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con yêu Ngài. Chúng con yêu Ngài. Chúng con cần Ngài. Hãy đổ đầy trong lòng anh chị em con. Chúa ơi, chúng con muốn sống một đời sống kết quả. Ngài nói với chúng con rằng chúng con được lập, được chọn để kết quả. Chúng con muốn thực sự được kết quả. Trong số chúng con ở tại nơi đây, không một người nào là không nhận được quyền năng của Thánh Linh Ngài. Chúa, con cầu nguyện không một người nào là người không nghe được lời của Ngài. Con cầu nguyện Chúa ơi, để tất cả chúng con đều sống, đều đi, đều sống trong năng quyền của Ngài. Chúng con sẽ đi trong quyền năng của Ngài. Chúng con sẽ sống trong quyền năng của Ngài. Chúa ơi, chúng con sẽ làm sáng danh Chúa trên đất này. Chúa ơi, hãy sống qua đời sống của chúng con. Hãy làm sáng danh Đức Chúa Trời Cha qua đời sống của chúng con. Hãy làm sáng danh Ngài qua đời sống của chúng con. Nguyện đời sống của chúng con tôn vinh Ngài. Nguyện lời nói, môi miệng và hành động chúng con tôn vinh Ngài, là đấng vẫn đang sống và hành động trong chúng con đây. Chúa ơi, con cầu nguyện để chúng con thực sự nhạy bén với Thánh Linh Chúa. Chúa ơi, để cho chúng con có một đời sống không thể nào bị chê cười, không thể nào để kẻ thù nhạo báng chúng con. Vì chúng con không muốn mình trở nên một người thiếu thốn, nghèo túng, nợ nần, bệnh tật vì cớ thiếu sự hiểu biết. Chúng con muốn được hiểu biết điều chúng con cần phải biết ở trong Ngài. Chúng con thực sự cần phải biết rất nhiều điều, Chúa Thánh Linh ơi. Và chúng con biết qua chính mình Ngài, qua chính Ngài, qua chính Ngài là đấng dạy dỗ chúng con. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều vì tình yêu của Ngài tuôn đổ đầy dẫy trên chúng con. Anh chị em hãy cảm nhận, hãy cầu xin Chúa, và tôi tin rằng Chúa Ngài đang muốn đổ đầy tình yêu của Ngài trong lòng chúng ta ngay giờ này. Trước khi Ngài muốn có chúng ta, Ngài sẽ chinh phục anh chị em bằng tình yêu của Chúa. Ngài nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Ngài. Bởi vì Chúa yêu anh chị em trước, Ngài muốn anh chị em yêu Ngài. Ngài muốn anh chị em yêu Ngài. Anh chị em hãy cảm nhận được tình yêu mà mình dành cho Chúa là thế nào. Chúa ơi, hãy đổ tuôn đổ tình yêu của Ngài trong lòng của anh chị em con ngay giờ này. Để chúng con nay sống không phải chúng con sống nữa, nhưng Chúa là đấng đang sống trong chúng con. Chúng con sẽ sống, sẽ đi như Ngài đi, sẽ nói như Ngài nói, sẽ nghĩ như Ngài nghĩ, sẽ yêu như Ngài yêu, sẽ thương xót như Ngài thương xót, sẽ nhân từ như Ngài nhân từ với chúng con, sẽ mềm mại như Ngài mềm mại với chúng con. Chúa ơi, sẽ tha thứ như Ngài tha thứ cho chúng con vậy. Sẽ ban ra như Ngài đã ban ra cho chúng con vậy. Chúa, con cầu nguyện để tất cả chúng con hiểu được tình yêu của Ngài. Và chúng con sẽ chạy đến bên Ngài mỗi lúc mỗi nơi. Mọi lúc mọi nơi chúng con cần Ngài. Trong hơi thở chúng con cần Ngài. Trong hơi thở chúng con thực sự cần Ngài. Chúng con thực sự sống và cần Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, thiếu Ngài chúng con không còn lý do gì cả. Thiếu Ngài, Chúa ơi, chúng con không thể nào sống. Thiếu Ngài, chúng con không thể nào hưởng trọn được niềm vui ở đất này. Thiếu Ngài, chúng con không thể nào hưởng trọn được hạnh phúc và phước hạnh ở đất này. Vì tất cả những điều đó ở trong Ngài và trong tình yêu của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện để chúc phước cho anh chị em con đây, để họ trở nên con trai, con gái yêu dấu của Ngài.
họ sẽ trở nên con người mà Chúa Ngài yêu thích. Ngài yêu thích đến với họ, thăm viếng họ, ở cùng với họ, trò chuyện cùng với họ. Như lời Ngài nói trong Khải Huyền chương 3 câu 20: "Này ta đứng ngoài cửa và gõ lòng của con nghe thấy tiếng của ta, hãy mở cửa ra, ta sẽ bước vào, ta ở cùng với con, ta trò chuyện với con, ta ăn bữa tối cùng với con, chỉ một mình con với ta." Con cầu nguyện để anh chị em con là những người tỉnh thức trong Chúa. Và khi Ngài gõ thì chúng con bèn mở cửa. Và khi Ngài đến thì chúng con nhận ra Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con sẽ ở cùng với Ngài và chỉ một mình Ngài với chúng con mà thôi. Con cảm ơn Chúa vì đời sống của anh chị em con sẽ nhìn thấy những con người này là những con người đầy dẫy trong năng quyền của Ngài, đầy dẫy thần của Ngài, đầy dẫy quyền năng của Ngài trên môi miệng của họ và không chỉ trên đời sống của họ. Chúa ơi, con chúc phước cho lời cầu nguyện của anh chị em con, để qua lời cầu nguyện của anh chị em con, Chúa ơi, Ngài hành động, Ngài thực thi trên lời cầu nguyện của họ. Vì vậy con cầu nguyện Chúa Thánh Linh ơi, Ngài sức dầu trên lời cầu nguyện của anh chị em con, trên môi miệng của anh chị em con, ngay tại chỗ này và tại nơi mà anh chị em con thường xuyên cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Bất cứ lời nào trên môi miệng của họ cất lên, con cầu nguyện Chúa Thánh Linh ơi, Ngài đặt lời của Ngài trên môi miệng của họ. Ngài đặt lời của Ngài trên môi miệng của họ. Để Chúa ơi, chúng con sống ngày nay, chúng con sống bởi quyền năng của chính Thánh Linh Ngài. Điều gì con người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời Ngài làm được. Điều gì Đức Chúa Trời Ngài phán ra thì Ngài chắc chắn sẽ làm thành qua môi miệng của anh chị em con. Và Ngài đặt điều đó trong lòng anh chị em con. Chúng con lấy đức tin nhận lãnh những điều mà chúng con cầu xin Ngài. Chúng con theo ý muốn Ngài và cầu xin và nhận lãnh những gì chúng con cầu nguyện với Ngài. Xin Chúa sức dầu cho anh chị em con, để ai cũng nhận được điều này, để tất cả mọi người đều nhận được sự sức dầu của sự cầu nguyện. Linh của sự cầu nguyện sẽ đầy dẫy trong căn phòng này. Linh của sự cầu nguyện sẽ đầy dẫy trên đời sống của anh chị em con, đầy dẫy trên môi miệng của họ, để đầy dẫy trên môi miệng của họ. Chúa Thánh Linh ơi, ô con cầu nguyện để chúc phước cho môi miệng của họ, chúc phước cho tâm trí của họ, chúc phước cho tấm lòng của họ, để Chúa ơi, Thánh Linh của Chúa sẽ nói qua họ, Thánh Linh của Chúa sẽ nói qua họ để thay đổi công việc của họ, để thay đổi hoàn cảnh của họ, để thay đổi tài chính của họ, để thay đổi tiền bạc của họ, để thay đổi đời sống sức khỏe của họ. Con cảm ơn Chúa, con dâng họ trong tay Chúa, để chính họ, Chúa ơi, chính họ sẽ nói ra lời quyền năng của Ngài, chính họ, Chúa ơi, sẽ nói ra lời năng quyền của Ngài. Và Ngài sẽ đáp lời qua môi miệng của anh chị em của con. Mà chúng con sẽ không phải phụ thuộc vào bất cứ một con người nào ngoài Ngài, Chúa ơi. Chúng con không phải chờ đến ngày Chủ nhật mới nhận được lời của Chúa. Nhưng anh chị em con sẽ nhận được lời của Ngài mọi lúc, mọi nơi, Chúa ơi. Mọi lúc, mọi nơi lời của Ngài trên môi miệng của anh chị em con. Mọi lúc, mọi nơi Ngài hành động trong lòng của anh chị em của con. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều vì tinh thần và sự cầu nguyện của anh chị em con. Con cảm ơn Chúa vì tình yêu của họ dành cho Chúa. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con biết ơn Ngài, chúng con biết ơn Ngài vì buổi chiều tốt lành, chúng con biết ơn Ngài vì sự trung tín của anh chị em con. Con cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa, con cảm ơn Chúa vì hội thánh lời sự sống. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì Thánh Linh của Chúa Ngài đầy dẫy trong phòng chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, Cha ơi, chúng con dâng mọi sự vinh hiển lên ba ngôi Đức Chúa Trời và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, cảm ơn Chúa, hallelujah.